Ơ? Anh. Em chưa về à? Em đang đợi xe ạ. Thế anh phiền em một tí nhé. Em vào, em nhìn anh Chí giúp anh. Anh chạy ra kia xin đi nước nóng để về lau mặt cho anh ý. Được chứ ạ, anh cứ đi đi. Tôi xin nghỉ rồi. Sao nghỉ? Nghỉ trừ tiền lương. Tôi sợ không kịp gặp anh lần cuối. Sợ không chào được anh. Tôi nói thật mà, cái lúc mà anh đẩy vào bệnh viện xong rồi vào phòng cấp cứu ấy, anh Tuệ thì khóc như mưa, chị Khanh thì run lẩy bẩy, xong rồi còn có ai, cô Thư. Nhưng mà chỉ có mình tôi nhìn thấy cô ấy thôi. Tôi thấy cô ấy cứ lén lút ở ngoài nhìn vào phòng anh ấy. Thăm dò ấy. Không, tôi thấy mẹ anh thương anh thật. Bà ấy diễn kệ. Anh nghỉ ngơi một tí đi nhá. Tôi ra ngoài một chút. Alo, em đây. Sao anh gọi em sớm thế? Gì? FaceTime à? Thôi, để tí nữa em về đi. Em đang ở chỗ bạn em. À, bạn em ốm mà. Để một lát nữa em về thì mình FaceTime luôn anh nhá. Anh yên tâm, bạn thì bao giờ làm sao mà bằng anh được. Thế nhá. Lát em về em gọi anh luôn. Khó chịu ở đâu à? Để tôi gọi bác sĩ cho anh. Về đi. Cho tôi nghỉ. Này. Dạ. Cầm lấy. Cái gì nhở? Đưa cho con Khanh với thằng Tuệ nhá. Bảo với cả nó là cô đỡ tiền viện phí cho thằng Chí. Cầm lấy, cầm lấy. Ủa, cháu biết đâu, cô muốn thì cô tự đưa đi ạ. Khổ quá, cứ cầm lấy đi. Tôi mà đưa được thì tôi đã tự đưa rồi. Nhưng cái mặt tôi thằng Chí nó còn chả muốn nhìn. Thôi giúp tôi một lần nhá. Lần thôi. Không ăn đâu. À, cô ăn đi. Bây giờ em mới thực sự lo đấy. Thằng Long nó biết kiểu gì cũng đến tai bố nó. Mà hôm đấy anh dại thế. Quán nhà mình đông người thì không ngồi. Ít nhất
chúng nó còn không dám manh động, tự nhiên lại chạy ra chỗ vắng, gì chúng nó sẽ đánh cho. Người chứ không phải bao cát đâu. Lúc đấy em tưởng anh chết rồi. Sống còn dài lắm, yên tâm. Đùa được. Việc tao bảo mày làm chưa? Em làm rồi. Làm đơn trình báo, bên công an họ đã tiếp nhận. Và bây giờ bắt đầu điều tra đấy. Kiểu gì họ trích xuất được camera quanh quanh. Em chịu anh luôn đấy. Trần đời đấy, anh còn muốn xem lại cảnh chúng nó đánh mình à? Trứng chọi đá. Từ sau vụ đường sang ấy, ta mới thấy là camera có tác dụng. Đúng là dùng được. Ô thế hóa ra anh lừa thằng Long đến đấy à? Chuẩn luôn. Thằng ngu ấy, tao biết là kiểu gì mà cái chỗ vắng là nó nhảy vào nó phệt tao ngay. Tao cố tình. Ôi dồi ôi, anh khét lẹt lẹt thế. Nhưng mà nhỡ đến đấy chúng nó đánh chết anh thì sao? Thì camera còn tác dụng gì? Mày tránh được một lần, tránh được cả đời không? Làm một phát cho xong, để đến bao giờ? Tôi cũng may mình ăn nở tử tế nên ông bà phù hộ cho. Anh qua được kiếp nạn này chắc chắn là sẽ không sao nữa đâu. Và bên điều tra họ cũng đang rất tích cực làm anh ạ. Anh cứ yên tâm. Đỡ tao nằm mày. Em đỡ rồi. Từ từ thôi. Chị à? Ừ. Tiền gì này? À, tiền của bà Thư nhờ em đưa cho chị hoặc là anh Tuệ để đóng tiền viện phí cho anh Chí đấy. 5 triệu. À, mà cũng đủ luôn số tiền mà chị đóng tiền viện phí tạm ứng cho anh Chí đấy còn gì. Em cứ nghĩ mãi thôi chị ạ. Hay là có uẩn khúc gì nhở? Lúc mà anh Chí nằm viện, em thấy bà ấy cũng lén lút vào thăm, nhìn có tội tội sao ấy.